Kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, vẫn xoay quanh câu chuyện tình tay ba giữa cậu sinh viên nghèo Việt Nam 21 tuổi và quý bà Ngân giàu có 53 tuổi đang mang đầu 4 tháng, và đặc biệt là sự xuất hiện của cô gái tên là Tám Trang, 18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất cùng trường với cậu Hùng, người là nhân vật chính trong câu chuyện này. Và như các bạn đã biết, cả hai người nhân vật chính trong câu chuyện này là bạn Tám Trang và bạn Hùng hiện tại đều đang nằm bệnh viện. Mỗi người ở một bệnh viện khác nhau, cách nhau khoảng 5 km. Vâng, thưa các bạn, từ hôm xảy ra cái tai nạn của bạn Hùng cho tới nay, hôm nay đã bước sang ngày thứ 7, và vào ngày hôm qua thì bạn Hùng đã tỉnh dậy sau 6 ngày hôn mê. Và cái câu đầu tiên mà bạn ấy hỏi tất cả mọi người là Tám Trang đâu rồi? Vâng, đây là một cái thực tế mà rất khác xa trong những cơn mê sảng của cậu ấy. Bởi vì trong lúc mà 6 ngày mê sảng, cậu ấy luôn mồm gọi tên quý bà tên là Ngân kia thôi. Thế nhưng mà đến khi cậu tỉnh dậy thì cậu nhìn quanh quẩn tất cả mọi người thân, không có ai, thì không có sự xuất hiện của cô bé Tám Trang, và cậu đã hỏi cô bé Tám Trang đâu rồi. Và ở đây tất cả mọi người không có ai có câu trả lời cho cậu Hùng này, bởi vì lúc đó Tám Trang đang nằm ở một bệnh viện khác và mới phải trải qua một cuộc phẫu thuật rất là cam go. Như các bạn biết đó, cô bé Tám Trang 18 tuổi và sau nhiều ngày bị ảnh hưởng nặng nề vì cái câu chuyện cuộc tình tay ba này, đã mất ăn mất ngủ, và sau khi nhận một cái cú sốc quá đau đớn khi biết tin là trong suốt bao nhiêu ngày hôn mê, cậu Hùng chỉ luôn luôn gọi tên quý bà kia, thì cô bé này đã tìm đến cái chết và cô ấy đã uống thuốc ngủ. Các bạn biết rằng là với 17 viên thuốc ngủ, thuốc an thần, thì cô bé này nếu không được cấp cứu nhanh sẽ chết. Và theo như bác sĩ nói rằng là cô bé đã bị ảnh hưởng tới về gan và thận rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là cô bé đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật là rửa ruột. Và điều này với đồng nghĩa với việc là đứa bé trong bụng cô bé mới có 3 tháng tuổi sẽ không giữ lại được nữa. Vâng, đây là một câu chuyện buồn, và rất rất nhiều người oán trách cậu Hùng trong trường hợp này, và đáng thương cho cô bé Tám Trang. Thưa quý vị, hiện tại thì sinh viên 21 tuổi tên là Hùng đã tỉnh dậy sau 6 ngày hôn mê, và cậu rất đau khổ khi biết tin là bé Tám Trang đang nằm viện, và nhất là đứa con của mình với Tám Trang đã không còn nữa. Cậu ấy khóc rất nhiều và gọi điện về cho người thân ở bên phía Việt Nam, cho cha cậu, và cha cậu đang trên đường, đang coi như là trên đường để tìm đến đất nước Canada để xin du lịch đi sang thăm con. Trong khi đó thì về phía gia đình phía bé Tám Trang đã nhận được 1,8 tỷ, tính ra tiền Việt đó, quý bà Ngân đã giúp đỡ gia đình bé Tám Trang là 100.000 đô la Canada, tương đương với 1,8 tỷ. Thì xoay quanh câu chuyện này thì nó có rất nhiều điều phức tạp các bạn. Vào ngày hôm qua, các bạn biết đó, sau khi mà gia đình nhà bạn Ngân không chấp nhận nhận cái số tiền này, bởi vì không rõ cái nguồn gốc từ đâu ra. Bởi trước đó quý bà Ngân đã không đưa ra tên tuổi của mình, mà chỉ đưa cho một người thân ở bên tại Việt Nam và đưa 1,8 tỷ đến gia đình nhà bé Tám Trang, nói rằng có một người như là một mạnh thường quân ở tại Canada, đang sinh sống tại Canada, xin giúp đỡ gia đình vì hoàn cảnh quá khó khăn, và có con đang ăn học ở bên Canada. Vì thấy hoàn cảnh khó khăn thế cho nên là gia đình họ đã giúp đỡ là 1,8 tỷ để mong muốn được bố mẹ của cô bé này mua một mảnh đất và làm một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên là cha mẹ của cô bé Tám Trang này đã không nhận số tiền này và yêu cầu cậu Hưng là bạn của cậu Hùng đó phải cho biết rằng là người đó là ai, và phải trực tiếp nói chuyện nguyên nhân lý do nào mà lại đưa cái số tiền này. Nếu mà không rõ nguồn gốc thì sẽ không nhận. Thì trong khi đó bắt buộc là quý bà Ngân đã phải xuất hiện, và qua cuộc nói chuyện thì quý bà cũng rất thành tâm nói rằng kể lại câu chuyện tình tay ba, trong đó có con gái của ông bà mới 18 tuổi. Và đặc biệt quý bà đã nói câu chuyện bây giờ hiện tại Ngân đang nằm viện như vậy, và ông bà không phải lo lắng gì trong vấn đề đó, mà điều quan trọng là ông bà hãy lấy tiền để xây nhà, để mua một cái mảnh đất để xây nhà và nuôi đưa hai đứa em của cô bé Trang ăn học. Còn trong cái chuyện tình ở đây, bên này sẽ giải quyết và chờ bé Trang tỉnh dậy.
Bà cũng hứa rằng là nếu mà bé Trang nhất trí thì bà sẽ chăm sóc cho bé Trang và đóng tiền học phí tất cả ăn uống ở bên này và lo cho bé Trang đầy đủ, không phải suy nghĩ gì hết. Thì sau khi mà nhận được cái sự ân tình này thì gia đình nhà bé Trang đã rất là cảm kích và cảm ơn quý bà Ngân rất nhiều. Và ông bố của bé Trang có hứa rằng nếu con tôi tỉnh dậy, tôi sẽ nói chuyện với con gái của tôi là hãy nên trở về Việt Nam, hãy rút lui khỏi cuộc tình oan trái này, để cho cậu Hùng kia với quý bà trở thành đôi lứa với nhau, bởi muốn dù sao thì hai người đã có con với nhau rồi. Còn thì bé Trang vẫn còn trẻ tuổi, về Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại. Và thực sự ra cha mẹ của bé Trang cũng không thích cậu Hùng này khi nghe tin nói rằng cậu ấy sử dụng cả những đồng tiền mà cha mẹ của bé Trang đã bán hết cả ba công đất đi để nuôi gửi cho bé Trang ăn học bên này. Cái thứ hai là ông ấy nói rằng người miền Nam không thích những con trai miền Bắc lừa hay nửa tình nửa tiền như vậy. Mà bé Trang này chẳng qua là trẻ người non dạ, nghe những lời đường mật, một người như vậy thì không xứng đáng làm con rể của ông. Trên là trong câu chuyện này thì về phía gia đình và quý bà giàu có bà Ngân đã giải quyết rất là ổn áp. Thế nhưng ngược lại trong phía các bạn bè của bé Trang ở hiện tại trường đại học thì đã xảy ra đã có một cái làn sóng phẫn nộ phản đối quý bà Ngân này. Họ cho rằng là bà đã dùng tiền bạc để mua chuộc cái tình yêu của bé Trang, trong khi đó bé Trang đã phải đánh đổi cái cuộc tình này bằng cả cái tính mạng của mình và hy sinh cả một cái đứa con trong bụng. Cho nên là câu chuyện nó phức tạp hơn. Họ đã ra một cái vấn đề là tẩy chay cái bà này và đưa cái bà này, họ sẽ thông báo cái câu chuyện này lên trên mạng để tất cả những người Việt Nam đang định cư ở Canada và ngay cả những người Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam để biết và tránh cái mặt của quý bà 53 tuổi này ra. Thì cũng một cái tình tiết mới nhất mà mình mới nhận được là bạn Hưng vừa nói rằng là cách đây khoảng một tiếng thôi thì quý bà Ngân đã đến bệnh viện mà bé Trang đang làm điều trị. Thì ở đây quý bà đã gặp một số bạn bè của bé Trang, những bạn bè nữ, và mấy người này rất hùng hổ muốn đánh quý bà và đưa ra những lời nhục mạ, nói rằng bà đã dùng tiền bạc để mua chuộc cái tình yêu của bé Trang và bà không xứng đáng được để đến đây. Đây cái chuyện bà đến đây thăm bé Trang cũng như là một cái hình thức như con mèo khóc con chuột. Bà rất mừng, chỉ mong cho bé Trang chết mà thôi, chứ không phải là bà đến đây vì cái tình gọi là thương yêu thật sự. Cho nên là mấy cô sinh viên học sinh đó nói rằng là bà không nên đến đây nữa. Ở đây có các bác sĩ y tá và chúng tôi lo lắng cho bé Trang rồi. Tốt nhất là bà không nên xuất hiện ở bệnh viện này. Cho nên là quý bà này đã ôm mặt khóc và chạy lên xe ô tô và đi về. Quý bà rất đau khổ và khi nghe được tin này thì mình cũng có gọi điện để muốn nói một vài lời động viên quý bà, nhưng quý bà đã không nghe điện thoại. Câu hỏi được đặt ra trong câu chuyện này là liệu rằng có phải là quý bà đã dùng tiền để mua chuộc tình yêu của gia đình nhà bé Trang hay không? Và đây có phải là một âm mưu cướp chồng hay không? Nhiều người đã nói cái câu này với mình, có nghĩa đây là một âm mưu cướp chồng. Đấy. Quý bà này nhiều tuổi quá sành sỏi, kinh nghiệm cuộc đời quá là ghê gớm, cho nên là coi bé Trang như là một cái trò chơi và cái chuyện cướp chồng là cái chuyện đương nhiên. Thì bà đã có cái thế mạnh riêng của bà là thứ nhất là bà đã mang bầu 4 tháng với cậu Hùng kia. Cái vấn đề thứ hai là bà có quá nhiều tiền cho nên là bà xử lý mọi công việc nó rất là đơn giản. Cho nên là bé Trang chắc chắn không phải là đối thủ và đây chính là một cái âm mưu cướp chồng. Theo như mình được biết nữa, có một bạn nữ sinh viên cùng trường với bé Trang khi ở bệnh viện có nói một câu này: bà nhiều tiền, bà có thể mua được nhiều thứ, nhưng tiền của bà không thể mua được tình yêu của bé Trang. Cho nên là 100 ngàn của bà đối với mọi người rất là to lớn, nhưng mà 100 ngàn đó cũng chẳng là cái gì, không thể là mua được một cái mối tình chân thật. Vâng, thưa các bạn, đám sinh viên mà bạn bè của bé Trang á, ngoài cái việc nói rằng lấy tiền để mà mua tình, mua chuộc, đây là một âm mưu ra, thì họ còn nhắc tới cái vấn đề quý bà này đã viết giấy mời cho cha của cậu Hùng sang bên này. Thì họ nói rằng là bà đúng là một cái mụ đàn bà xảo trá. Trước đây tại sao bà không chấp nhận khi mà
Cha của cậu Hùng nói rằng là bây giờ con tôi đang nằm viện, đang nằm mê man bất tỉnh, thì bà có thể giúp tôi bằng cách là viết giấy mời cho người thân để tôi sang thăm nhân, sang thăm con tôi không? Và trong sau đó là tôi sẽ nói chuyện với con trai tôi và để tiến hành cái hôn sự để cho hai người lấy nhau. Thì bà đã không đồng ý, bà đã nói rằng là cái chuyện này thì để chờ coi như là cậu Hùng tỉnh dậy thì nó cậu ấy tự viết giấy mời. Thì đến tại sao mà khi đó bà không đồng ý và bây giờ tự nhiên bà lại đồng ý khi mà trong khi đó là bé Trang đang nằm viện, đang nằm coi như mê man bất tỉnh. Chắc chắn đây nó là một âm mưu, và những bạn bè của cô nữ sinh bé Trang này nói rằng là một mặt bà đút tiền để hối lộ để coi như là cho phía gia đình của bé Trang này gọi là há miệng mắc quai, một mặt bà coi như là đưa cái cha của cậu Hùng sang để làm đám cưới, trong khi đó thì bé Trang đang nằm mê man bất tỉnh. Chắc chắn là đây là một âm mưu rõ ràng chứ không phải là một cái chuyện đơn thuần là do lòng tốt của bà. Đám bạn nữ này rất bức xúc và mấy người còn nhiệt tình xông sổ xông vào quý bà này, nhưng đã quý bà đã được cái cậu lái xe người da màu đó lôi lên xe và đưa đi. Vâng, thưa các bạn, nói về phía câu chuyện trước đó, cha của cậu Hùng có nói với quý bà là đúng là có nói rằng là con tôi đang nằm viện như thế thì coi như là bà giúp tôi viết một cái giấy mời để cho tôi sang thăm con, đúng không, và để làm cái hôn sự cho hai người. Thì ở đây lúc đó quý bà đúng sự thực là không đồng ý, bởi vì khi đó trước đó thì coi như là mẹ của sinh viên Hùng này đã mắng nhiếc quý bà này thậm tệ, bởi vì bà ấy đưa ra những lời lẽ không còn cái ngôn từ xấu xa nào trên trên đời này mà bà không dùng tới. Bà nói rằng là do bà đã đưa ra cái kế sách tuyển chồng ấy để cho coi như là con trai tôi nó phải xuất hiện, và nó vì cái vấn đề nó bị sao nhãng về tinh thần và vấn đề do bà tuyển chồng như vậy, thì bởi vì chính vì lý do đó nó đã không để ý mà suy nghĩ quá nhiều cho nên đã vượt đèn đỏ đâm vào cái xe buýt, như vậy mới dẫn đến tai nạn ngày hôm nay. Tất cả cái chuyện này tội lỗi là do bà hết, cho nên tốt nhất là bà hãy buông tha con trai của tôi ra, bà đi đường bà và nó đi đường đó, còn đứa con đó bà tự nuôi được thì tốt. Còn nếu mà xác định là bà không nuôi được nó thì để cho chồng của tôi sang bên đó, chồng tôi thử ADN và xác định đúng là nó được là cháu nội của chúng tôi rồi thì chúng tôi đưa nó về Việt Nam chúng tôi nuôi. Không cần phải bà nuôi, bà hãy buông tha con cho con trai tôi ra. Đấy, thì chính vì cái mẹ của cậu Hùng xúc phạm đến cái lòng tự trọng của quý bà Ngân này quá nhiều, cho nên là bà ấy đã nói rằng là bà ấy không viết giấy mời để cho cha của Hùng sang đây nữa. Ý của bà ấy là không cần phải làm đám cưới, cái đám xin gì cả, chấp nhận hết cái cuộc đời này. Đó, thì lúc đấy là bạn Hùng là lúc ấy là đang mê man bất tỉnh, chưa tỉnh lại. Còn bây giờ bạn Hùng thì tỉnh lại rồi, nhưng trong khi đó thì vào ngày hôm trước mà khi mà bạn Trang gặp tai nạn thì đúng lúc đó là quý bà đã chấp nhận viết giấy mời cho cha của cậu Hùng sang, bởi vì cha của cậu Hùng rất là cầu xin quý bà lại viết giấy mời, bởi vì ông ấy thấy rằng con trai của ông là một người đầy tội lỗi, niên lúc đã lừa cả hai người đàn bà và con gái, lừa tình lừa tiền đến mức độ con người ta phải coi như là uống thuốc ngủ tự tử, trong khi đó cái đứa bé trong bụng cũng là bị chết đi. Cho nên ở đây là một cái tội lỗi vô cùng là ghê gớm, cho nên là ông ấy muốn đi sang bên này càng nhanh càng tốt. Cho nên là chính vì vấn đề đó cho nên là quý bà mới viết giấy mời. Ở đây nó là cái lý do, nguyên nhân nó là như vậy. Nhưng tất cả những bạn bè của bé Trang thì lại nhìn theo một góc cạnh khác và cho rằng đây là một âm mưu. Bản thân mình thì đứng giữa, mình cũng thấy rằng là quý bà này thật sự nếu xét theo tính cách thì không không phải là một âm mưu, bởi vì bà làm từ thiện rất rất nhiều năm nay rồi, nhưng mà bà chưa bao giờ đưa tên tuổi của bà ra, bởi vì mọi người không biết tên tuổi của bà là ai cả. Bà chỉ đứng sau những cái việc làm từ thiện đó. Đấy, bởi vì quan điểm của bà rõ ràng từ xưa đến nay là làm từ thiện thì không nên để cho người ta biết tên tuổi của mình, hoặc không nên quay video có thứ đưa lên đài báo lu bu, thì cái vấn đề làm từ thiện nó trở thành vô nghĩa. Đó là quan điểm của quý bà Ngân.
Nhưng trong trường hợp vừa rồi mà bà đưa 100 triệu, 100.000 đô á, để gửi về cho gia đình nhà bạn Ngân này, vì lý do gia đình nhà bạn Ngân không chấp nhận nhận số tiền này, nếu một khi là không biết rõ cái người đó đưa tiền cho mình vì mục đích gì thì họ sẽ kiên quyết không nhận. Bởi vậy bà Ngân mới, bà quý bà Ngân mới ra mặt để nói rõ đầu đuôi câu chuyện để cho phía gia đình nhà kia nhận tiền. Chứ bà từ trước tới nay bà không muốn xuất hiện bao giờ cả, đúng không ạ? Bởi vậy là mình nghĩ rằng đây không phải là một âm mưu, mà người ta có cái lòng hảo tâm từ trước tới nay. Bất kể là người ta nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn nào, người ta cũng giúp đỡ. Ngay bây giờ nói chuyện về quá khứ, có lẽ là nhiều người chưa hiểu vấn đề này. Trước đây bạn Hùng là sinh viên sang bên này đi theo học, thì bạn ấy là nhiều người không đồng ý với câu là sinh viên nghèo. Mình đã nói rõ rồi, bạn Hùng là một sinh viên học rất giỏi, tức là bạn không cần phải chứng minh tài chính ở bên phía Việt Nam, bạn vẫn được sang bên này, sang Canada du học. Vấn đề ở đây là bạn phải tự nuôi sống bản thân, mà cái trường của bạn chọn cũng không phải là một cái trường quá đắt đỏ, tức là đóng học phí cũng không phải quá nhiều so với các trường khác. Thì trước đây thì cái công việc xin việc làm ở Canada nó rất là dễ. Nhưng mà từ ngày mà có chiến tranh Nga và Ukraine xảy ra thì công việc xin việc làm rất khó, nhất là các bạn sinh du học sinh. Bởi vì các bạn du học sinh thì thường thường là nửa ngày đi học còn nửa ngày đi làm, đôi khi là một ngày chỉ làm được 2 bạn đến 3 tiếng thôi. Thì các nhà hàng người ta có nhiều cái sự lựa chọn khác nhau, có nghĩa các bạn không biết đó thôi, người Ấn Độ và người Trung Quốc nhập cư sang Canada đông như kiến cỏ các bạn ạ. Hai cái đất nước này là chính, tức là số người nhập cư nó quá lớn, mà hai cái đất nước này nó là cái nó làm là con số lớn trong tất cả những cái dân số nhập cư trên các nước trên thế giới. Thì họ đi xin việc rất nhiều, và bởi vậy mà kể cả cái giá rẻ họ cũng làm. Có nghĩa đang ví dụ đi ngày làm được 100 thì họ kể cả 70 đô, 80 đô họ cũng làm. Cho nên là rất nhiều người Việt Nam chúng ta bị thất nghiệp do cái làn sóng cái người Ấn Độ và Trung Quốc sang bên Canada định cư quá nhiều, và do cái vấn đề từ cái chiến tranh của Nga và Ukraine nó ảnh hưởng tới toàn cầu, cho nên là công việc xin khó. Thì chính vì thế mà bạn Hùng này đã gặp cái việc là khó khăn trong việc nuôi sống bản thân, đóng tiền học phí, tiền ăn ở, và cuối cùng đã được quý bà là chấp nhận. Thì từ đó hai người mới quen biết nhau và trở thành tình nhân với nhau. Các bạn thấy không ạ? Nếu mà quý bà coi như là không có lòng tốt thì làm sao mà giúp đỡ bạn Hùng được. Bây giờ mình cũng xin nói thật là đầy bạn sinh viên hiện tại đang ở Toronto này thất nghiệp đầy. Có những bạn nên cái góp hội người Việt đăng tin rằng là ôi con đã thất nghiệp mấy tháng nay rồi không có việc làm. Cô chú nào có biết việc làm, bất cứ việc gì con cũng làm cả miễn làm sao mà làm bán thời gian. Có nghĩa là công việc bây giờ xin là rất khó. Cho nên là hiện tại trong câu chuyện này mình nghĩ rằng là mình chỉ nhìn theo cái góc cạnh là quý bà Ngân có cái lòng hảo tâm giúp đỡ người, nhưng những bạn nữ mà bạn của bé Trang thì lại nhìn theo một cái góc cạnh khác. Bây giờ tất cả mọi người chắc chắn ai cũng vậy, rất mong bé Trang tỉnh lại và xem bé Trang sẽ có những suy nghĩ gì. Có rất nhiều giả thiết và nhiều người đã gọi điện hỏi mình rằng là nếu đặt ra một vài giả thiết như vậy thì mình sẽ làm sao, mình sẽ có những cái phản ứng như nào. Tức là họ có một số người gọi điện nói chuyện với mình là bé Trang chắc chắn là sẽ tỉnh lại theo như lời bác sĩ nói thế, không biết là hôm nào thôi. Thì có hai vấn đề xảy ra. Cái vấn đề thứ nhất là bé Trang sẽ nhường cái người yêu, tức là nhường cậu Hùng này cho quý bà 53 tuổi này, bởi vì quý bà này đã giúp đỡ 1 tỷ 8 cho phía gia đình nhà mình ở Việt Nam, mà bây giờ coi như là há miệng thì mắc quai. Giả thiết thứ hai là bạn Trang không chấp nhận coi như là nhường người yêu, không chấp nhận nhường người yêu cho quý bà 53 tuổi này, và bạn ấy kiên quyết rằng là bắt gia đình nhà bạn ấy trả lại số tiền đó, hoặc nếu không còn đủ số tiền đó để trả lại thì bạn ấy có thể làm bỏ học để đi làm để trả nợ bà này cũng được, miễn làm sao mà bạn ấy giữ được người yêu của mình, tức là muốn lấy cậu Hùng kia. Thì có hai giả thiết như vậy thì lúc đó thì câu chuyện sẽ ra sao, và nhiều người hỏi mình là nếu như bác đứng trong cái hoàn cảnh đó bác sẽ xử trí như thế nào.
Thì ở đây mình đã nói rồi, mình chỉ là người trung gian thôi và đưa câu chuyện này lên để cho mọi người tham khảo, để cho những người đi sau có những kinh nghiệm, để cho mọi những người ở Việt Nam biết rằng cuộc sống ở Canada, cuộc sống của những du học sinh nó đang diễn ra như thế nào. Thì bản thân mình nói rõ từ đầu quan điểm của mình. Trong câu chuyện tình tay ba này đúng không ạ? Khó có ai có thể can thiệp được vào, theo như mình nghĩ là như vậy. Và người quyết định trong câu chuyện này chính là cậu sinh viên Hùng, chứ không có một ai hết được nữa. Tất cả những yếu tố tác động bên ngoài nó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn người mà đưa ra cái quyết định chính là cậu Hùng. Trước đó như các bạn biết, cậu Hùng không muốn buông bỏ ai, cậu muốn cưới cả hai người làm vợ. Thì ở đây nhiều người nói rằng là cái cậu sinh viên này là một gã sở khanh quá tham lam, vừa tham tình vừa tham tiền, không muốn bỏ cô gái 18 tuổi kia đúng không ạ? Bởi vì cô ấy trẻ đẹp. Nhưng trong khi đó thì lại không muốn bỏ bà quý bà 53 tuổi này, bởi vì bà ấy có khối tài sản quá lớn. Tức là cứ lấy cả hai người, vừa có một người trẻ đẹp bên cạnh, lại vừa có một khối tài sản khổng lồ. Đấy. Thì coi như là có nhiều người nói rằng cậu Hùng này mới có 21 tuổi, chưa có đủ kinh nghiệm để coi như là đưa ra một cái âm mưu thủ đoạn như vậy. Có nghĩa rất là tham tiền, tham tình. Ở đây chắc chắn rằng là hai bố con của cậu Hùng này đã bàn bạc với nhau. Có những bạn đưa ra những lời bình luận mình không dám cả đọc nữa, bởi vì thật sự là thấy rất là sợ. Nếu đây là câu chuyện thật thì rất là đáng sợ, bởi vì một bạn mình giấu tên đã bình luận như thế, nói rằng là cậu Hùng này chưa đủ cái tuổi để mà có những cái tầm suy nghĩ như vậy, mà đây là âm mưu của ông bố. Ông bố sẽ nói với con trai của ông ấy rằng là à, con cứ coi như là lấy cả hai người đi, bà kia già nhưng mà bà có nhiều tiền, thì một vài năm sau bà hết kinh nguyệt rồi, bà không còn ham muốn tình dục rồi, thì lúc đấy con đi với người khác thì bà cũng chẳng coi như là có cái gì gọi là phản đối nhiều cả, đúng không ạ? Một khi đàn bà mà không mong muốn có không ham muốn tình dục nữa thì họ chả cần thiết cái người đàn ông ở bên bên cạnh làm gì. Cái quan trọng nhất là con vẫn cứ bình thường đi lại chẳng hạn như với đứa con thôi. Còn lúc đó thì con chung sống với cái cô bé tám trang kia. Chứ còn bây giờ nếu mà con bỏ cả hai, con bỏ cô bé tám trang cũng không được, mà con bỏ quý bà này không được, bởi vì tất cả người đời đều đều coi như là chửi rủa con, đúng không ạ? Bỏ bất cứ một trong hai người con đều bị người đời chửi rủa. Còn một vấn đề nữa, mà vấn đề này rất là quan trọng, có nghĩa là con không được phép đi thử ADN của đứa bé, bởi vì biết đâu rằng là nếu đứa bé này không phải con của con thì lúc đó sẽ ra sao đây? Lúc đó thì con cả quý bà sẽ không lấy nhau đúng không ạ? Như thế thì làm sao mà con có thể là sở hữu được cái khối tài sản khổng lồ như vậy? Đó, tức là có một bạn đã bình luận và nói rằng đây là âm mưu của người cha cậu Hùng, chứ không phải bản thân cậu này 21 tuổi, không thể có cái tầm đủ suy nghĩ để mà đưa ra một cái âm mưu rằng là muốn chiếm được cả tình cả tiền như vậy. Thì mình thật sự là khi đọc cái những cái lời bình luận này mình cũng thấy đáng sợ, bởi vì nếu thật sự mà có những cái chuyện đó trên đời xảy ra thì đúng là lòng người quả là không thể nào đo được, đúng không các bạn? Vâng, thưa quý vị, cũng như mình đã nói từ trong một video trước, mình đã nói rằng là quý bà không dám viết giấy mời cho cha mẹ của bạn Tám Trang sang đây. Theo như con mắt của quý khán giả nhìn nhận thì quý bà rất sợ là cha mẹ của bạn Tám Trang sang đây thì sẽ lôi kéo bạn Tám Trang đi về Việt Nam, và lúc đấy là quý bà độc chiếm cậu sinh viên Hùng này, đúng không ạ? Chính quý bà cũng lo sợ rằng là tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam này đều hiểu theo cách đó, và khi đó thì sẽ ném đá quý bà, thì có lẽ là quý bà sẽ không thể sống được, có nghĩa là sẽ bị ám ảnh về những cái điều đó. Cho nên là chính vì điều này mà quý bà không viết giấy mời để cho cha mẹ bé Tám Trang sang đây. Bà ấy nói rằng là tất cả ở bệnh viện bên này nó là tuyệt đối là hiện đại và có người chăm sóc rất là tử tế rồi, không cần phải lo nghĩ đến. Nó không phải như ở bên phía Việt Nam phải có người chăm sóc đâu, mà bên này bác sĩ và y tá họ đã chăm sóc suốt ngày đêm, và điều này nó là điều thực tế, đúng không ạ? Còn một vấn đề khác nữa là ông bà là cứ lo mua một mảnh đất và xây một căn nhà nuôi hai đứa bé đi. Thì nếu bé Tám Trang tỉnh dậy lúc nào thì coi như khi đó ông bà sẽ nói chuyện với Tám Trang sau. Còn trong chuyện này thì ông bà cũng thông cảm cho quý bà rằng quý bà yêu cậu sinh viên kia một lòng một dạ, cho nên là bởi vậy là không rút khỏi cái cuộc tình này.
Trong khi đó thì bên phía gia đình nhà bạn Tám Trang kia rất là ok, đúng không ạ? Thì ông bố cũng đã có những lời nói rằng là nếu nó tỉnh lại thì chúng tôi sẽ khuyên bảo cháu nó về đây, bởi vì cuộc đời nó còn rất trẻ. Còn thì bản thân quý bà đã có bầu với cậu sinh viên kia rồi, thì hai người cứ làm đám cưới với nhau. Có rất nhiều bạn nói rằng đây chỉ là một câu chuyện tiểu thuyết chứ không phải là có thật ở đời thường. Vâng, thưa các bạn, nếu câu chuyện này kết thúc có hậu và nếu khi mà bạn Hùng và lấy một trong hai người nào đó trong câu chuyện này, ví dụ như lấy quý bà Ngân hoặc lấy bé Trang mà làm đám cưới tổ chức ở đây, thì chắc chắn rằng mình sẽ quay một video trực tiếp để chứng minh cho các bạn biết rằng đây là một câu chuyện thật đang xảy ra tại Canada và địa điểm là ở Toronto các bạn nhé. Vâng, video của mình xin tạm thời kết thúc tại đây. Mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của quý khán thính giả và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.